Chào tất cả các bà con đến xem kênh này. Thì tiếp tục hôm nay em giao lưu với bà con những cái cây bonsai mini ở giá rẻ nha, cây cốt cành ở dòng chiếu thủy nha bà con, rồi cây sọp nha. Thì bà con mình liên hệ mua cây qua số điện thoại là 0939442212, thì số em có để trên phần tiêu đề và màn hình nha. Bà con ưng ý cây kết bạn Zalo, em bổ sung hình ảnh cho bà con mình nha. Thì đầu tiên mã hôm nay là 1B, em có một cây chiếu thủy trung nu. Dòng này cây phơm tàn mịn, cốt cành thì cũng nuôi được 2-3 nước dây rồi nha bà con. Cái này rất là đẹp nha. Đây, phơm mịn ngần rồi nha. Rồi, chiều cao cây. Cao là 46. Cao là 46, tán ngang. Tán ngang là 48. Tán ngang là 48 nha. Hoành. Hoành 16. Hoành 16 nha bà con. Cây này rất là già thân nha. Cũ là 26. Cũ là 26. Phơm tán đa thiên nhiên. Cây đẹp nha, sạch sẽ nha. Cây này thì mà cắt đang kéo rất là tốt luôn. Lưu ý giùm em khi cây này đi em bó bầu cho đi nha. Chậu này chậu xi măng, chậu này dễ vỡ nha bà con, không có xương ha, đi nó thể vỡ cái vỡ chậu vỡ bầu nha. Thì em bó bầu đi cho an toàn hơn. Cây này thì cốt cành nó cũng đã to rồi. Được gần 3 nước dây rồi. Làm rất là đẹp nha. Dòng trung nu thì dòng này hoa lên gỗ rất là thơm luôn. Cây á thì cái thân nó cũng ít bị mà hư mục nha bà con, ở dòng chiếu thủy trung nu ha. Rồi mã số 1B em giao lưu với bà con mình có giá là 750.000, em bao phí ship toàn quốc cho mình luôn, em bó bầu cho đi nha, mã 1B. Rồi tiếp theo mã 2B. 2B là một cây chiếu thủy nu gò công nha. Cây này cốt cành phơm tàn này bà con, về mình đệm thêm một nước nữa là rất là mịn cây luôn. Ở đế thì cũng khá là có duyên. Cây thì giá cũng khá rẻ nha bà con. Cây cốt cành to nha, chiều cao cây. Cao là 38. Cao là 38, cái này em để được nhiều. Tán ngang là 63. Tán ngang là 63, về bà con mình có thể mình vô dây, mình vừa tập chơi mình điểm luôn nha. Hoành là 29. Hoành 29, cái này đế đẹp nha. Đế là 53. Đế là 53, cái này thì em giao lưu bà con mình giá chỉ 600.000 thôi. Cây cốt cành củ đế to. Mắc hơn cái phôi tí thôi, nhưng mà cây này nuôi khoảng 2 năm rồi nha. 2 năm rồi cốt cành rất là to rồi. Mặt cắt thì kéo cũng khá nha. Đó. Thì cây này em giao lưu bà con giá chỉ 600, bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Rồi, đợi cây. Đây, đây cũng là một cây cốt cành luôn. Gốc rất là to nha, lực nha bà con. Cành thì đóng cũng khá là chuẩn nha. Này về mình nuôi tiếp thời gian nữa là có cây đẹp mình chơi rồi nha. Rồi, chiều cao cây. Cao là 29. Cao là 29. Tán ngang là 42. Tán ngang là 42 nha. Hoành nhiêu? Hoành là 27. Hoành 27, tổng hoành cũ 32 hả? 52. Thì cây này em giao lưu bà con mình có giá là 500, bao ship nha. 500, bao ship toàn quốc luôn. Cây này mà cắt lại bít rồi nè. Bít luôn rồi, gần bít luôn rồi. Cốt thì thay chỏi mà nha. To nha. Thì cốt chi làm rất là chi tiết rồi, cái này chỉ cần là con mình sắp xương nó lại những cái nữa thôi. Là chơi thôi. Rồi. Ok. Rồi, tiếp theo. Cái này đẹp nha. Cái này em giao lưu bà con mình giá 650.000. Sạch sẽ liền lạc cây. Cũng chiếu thủy nu gò công nha, mã 4B. Chiều cao cây. Cao là 20. Cao là 20. Tán ngang là 50. Chiều dài tán là 50. Hoành đây là 25. Hoành 25, tổng hoành đế 63. Đây, cái đế thì nó đều hết. Mình càng tỉa thì càng ngày có một cái bệnh đế to, rất là to mình chơi nha. Cái này giao lưu bà con mình giá 600, em bao ship nha. Sạch sẽ liền lạc. Cái này thì về có thể mình rút ngắn lại cho cái phơm gọn gàng lại nha bà con. Cái phơm này nó dư rồi, nó dài rồi. Đối với cây lùng, cái lùng nữa này khoảng mười mấy thôi cái phôi nó ha. Nếu như mình cho nó dài khoảng tới đây được rồi, một phơm đây, một phơm lên cái phơm chùm ở trên nữa, cái là nó hoàn thiện cây, là cây lùng lực rất đẹp rồi nha. Giá 600, em bao ship toàn quốc ha. Rồi, đợi cây. Rồi, đây, một cây dáng bay cốt cành luôn. Thì hôm nay đa phần những cái cây nuôi gò công gọn gàng của em là cây cốt cành nhiều. Thì nuôi cũng rất là lâu rồi, khoảng 2 năm rồi. Cao. Cao là 30. Cao 30. Tán ngang là 44. Tán ngang là 44 nha. Cây này thì làm lại rất đẹp nha bà con. Hoành là 22. Hoành 22. Tổng hoành đế là 44. Tổng hoành đế là 44. Ở cây này thì em giao lưu bà con mình có giá là 500, em bao ship nha. 500.000 bao ship. Những cây này về tiếp tục mình nuôi khoảng vài tháng thôi là có cây mịn tàn chơi, tối đa là 3 tháng à. Tại đây mình xé ra cái thấy cũng mịn rồi, ở trên đọt này mình có thể xé ra thêm lần nữa ha, nó ra được này xé cái nữa.
rất là mịn cây à. Đó, mặt cắt thì còn tí xíu nữa bít rồi. Đó, dán bay giá chỉ là 600, em bao ship toàn quốc nha. Rồi đỡ cây. Rồi tiếp theo ở là cây lưu gọt cong to đẹp nha bà con. Đây cây này rất là đẹp luôn. Cây này thì phơm tàn mịn nha. Cây này tương đối là thành phẩm được 90% rồi. À, rồi chiều cao cây. Cao là 56. Cao là 56. Ngang là 62. Ngang là 62 nha. Trên đây là 37. Xác là 45. Ở hoành là 36 còn 37 nha bà con. À, mình... là 70. Ở dưới xích chút là 45, đế là 70. Đây, cốt cành thì khỏi chê luôn. Ở đóng rất là chuẩn luôn nha. To đẹp ha, nu thì nu đều hết, rất là đẹp luôn. Cây này càng già nu lên càng dày nha bà con. Dòng chú thủy nu gò cong mặt cắt thì nó kéo rất là mạnh luôn. Còn tí xíu nè. Đó, thì mã số 6B em giao lưu luôn chậu cho bà con mình có giá là 5,5 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Ở những cây này đáng sưu tầm chơi cây đẹp nha bà con. Ở đem về vườn mình vườn kiếm cây đẹp rồi mình trưng bày rồi ha. Đó, mã số 5B. 6B. Rồi tiếp theo mã số 7B là một cây chú thủy trung nu, ở cây chuẩn cây bài, phơm tàn lùng lực nha. Cây này cành 1 2 3 đầy đủ hết, cành phong. Thì đế thì sắp đều, khá là duyên cây. Rồi, chiều cao cây. Cao là 25. Cao là 25. Cái này làm lại thời gian nữa cây mình rất đẹp nha. Ngang là 50. Ngang là 50. Eo là 19. Hoành là 19 nha. Hoành cũ nó nhiêu? Hoành cũ là 27 nha. Tổng hoành đế sắp là khoảng 56 rồi. Đó, thì cây này em giao lưu bà con mình giá là 3 triệu. Đấy, cây chuẩn lúc nào cái giá trị nó cũng cao nha bà con. Đó, khi cái cây chuẩn là giá cao hơn cái cây hàng chợ mình nha. Cây này làm đúng cái bài luôn ha. Đó, nuôi cốt cành rất là lâu rồi. Dạ. Ở mã số 7B nha. Rồi tiếp theo mã số 8B. 8B là một cây trung nu luôn. Cây này thì được cái nó to xác. Cốt cành nuôi rất là to luôn. Cây này nuôi cây từ một cây là tán đầu đinh lùng lực luôn nha bà con. Mà nuôi tới nước này thì nó rất là lâu rồi nha. Nó cũng khá đẹp rồi. Rồi chiều cao cây. Cao là 34. Cao là 34 ha. Tán ngang là 56. Tán ngang 56 thì cái đỉnh đó mình có thể thâu xuống rồi nha. Cái đó mình sẽ thâu xuống nha bà con. Hoành là 41. Hoành là 41, tổng hoành đế 56. Tổng hoành đế là 56. Cốt đùi rất là lực luôn nha. Cái đùi này cũng mười mấy 20 nha bà con. Đó. Đùi cây rất là lực. Nuôi mà được cái đùi nó như vậy thì rất là lâu năm. Đó, mặt cắt thì kéo khá mạnh gần bít hết rồi. Đó, còn mặt cắt trên á, tán đầu đinh trên cái hả? Còn mặt cắt đó ha. Thì cái này em giao lưu bà con giá là 5,8 triệu, em bao ship bó bầu cho đi nha. Mã số 8B. Những cây này em bao là giá là nó bà con mình nuôi thời gian giá tăng cao rất là cao nha. 5,8 triệu em bao ship toàn quốc nha. Một cây chưa thể lùng lực trung nu nha. Rồi tiếp theo mã số 9B là một cây sọp nha bà con. Cây này nuôi cốt cành cắt giật nha. Thì em bán cái cây cốt cành cắt giật cho bà con mình. Cây này cốt cành rất là to này, bể đế thì đều đẹp luôn nha, cực kỳ đẹp nha. Đây cốt to rất là to nha. Đó thì bà con về tiếp tục mình nuôi thêm nha. Chiều cao. Cao là 70. Cao là 70. Ngang là 51. Ngang 51. Hoành tổng bể đó là nhiều. 48. À. Bể đế. Đế là 106. Đế là 106. Đây. Đó, cốt đùi rất. Đây, phần lỗ đây nha bà con. Đây nó mọc nấm rồi nè. À, cũng cứng nha. À, rất là cứng nha. Đó à, thì cái cũng đang bo thẹo lại. Vậy bà con mình xử lý là nó sẽ bo lại cũng khá nhanh nha. Ở dòng sọp này thì sọp đọt đỏ nha bà con. À, cây này rất là đẹp luôn. Thì em giao lưu giá không nghĩ cho bà con mình có giá là 1,1 triệu, em bao ship toàn quốc nha. Mã số 9B nha. Cây rất là đẹp luôn. Cây này đáng sưu tầm mình chơi nha. 1,1 triệu em bao ship cho mình luôn nha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 10B ở là một cụm rừng cẩm thị nha bà con. Cái này thì bà con mình có thể chỉnh sửa lại nha. Cái này cốt cành thì bà con mình nuôi thêm. Đó, cái này em bán phôi cho mình nha. Chiều cao cây. Cao là 68. Cao là 68 nha. Ngang là 37. Ngang là 37. Cái hoành lớn nhất cây. 23. 23, tổng hoành cụm nhiêu? Tổng hoành cụm là 83. Tổng hoành cụm là 83. Thì cây này em giao lưu bà con mình có giá là
800, em bao ship toàn quốc ha, một cụm rừng đó, cẩm thị nha, 800.000. Ở này thì lên thành phẩm cây rất đẹp ha, vô chậu xứng với nó cây đẹp nha bà con. Đó, mình nuôi thời gian nó thành phẩm cây rất đẹp luôn, cây này sống khỏe rồi nha. Thì mã số 10 này cũng là cuối clip nha, ở mã chữ B nha, 10B cuối clip. Thì em cũng chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ em, rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Em chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.